Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem thử cái loại nhớt Liqui Moly 5W30 này nha. Cái loại này thì đang rất là phổ biến trên thị trường cho các dòng xe tay ga. Và trước khi bắt đầu thì các bạn mới tới kênh của mình thì hãy cho mình một like và subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bây giờ thì không có thời gian nữa, bắt đầu ngay thôi nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem phía bên ngoài của nó nha. Thì nhớt này được sản xuất tại Đức. Đây nó có Made in Germany nè các bạn. Và chỉ số nhớt của nó là 5W30. Có thể dùng được cho xe hơi nữa. Thì ở đây nó có các dòng xe nè, Honda, Hyundai nè, Isuzu nè. Ở phía trên thì chúng ta sẽ có một cái tem. Đây một cái tem để mình cái nét nha. Một cái tem đó là dùng nhớt tổng hợp. Và dung tích của nó là 1 lít. Và những chỉ số khác thì các bạn không cần quan tâm đâu, nó cũng khó hiểu á. Và bên đây thì có cái tem chống giả nè. Mặt sau của nó là có tem hai lớp. Ở đây mình sẽ bóc ra được nè. Vì đây là một số thông tin bằng tiếng Đức. Rồi, ở bên ngoài là phía dày. Và cái nhớt này mình nhắc lại là nó là nhớt tổng hợp dành cho xe tay ga. Và mình thường thấy các dòng xe tay ga hay sử dụng nhất là Vario nè, AB nè, hoặc là Lít cũng hay sử dụng, đều có thể sử dụng nha các bạn. Nhớt này thì mình có thể đi từ 2.000 cho đến 3.000 cây, nhưng mà mình khuyến cáo là đi khoảng 2.000 thôi nha. Nếu mà các bạn đi tour, các bạn chạy xa, các bạn chạy liên tục á, thì khoảng 2.000 các bạn thay. Còn nếu như các bạn đi trong thành phố á, thì khoảng 2.500 cũng được. Các bạn sử dụng đi làm á, thì khoảng 2.500 các bạn thay cũng ok. Ngoài ra thì mình nói thêm cái nhớt này nó có công nghệ MFC, đó là công nghệ kiểm soát ma sát dưới dạng phân tử, giúp cho động cơ hạn chế mài mòn các bạn. Cái đó thì nó về chi tiết chuyên ngành. Và cái nhớt này thì nó tương đối đặc. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem coi nó đặc như thế nào. Theo mình đánh giá về cái độ bóc của nó. Về cái độ bóc của nó thì nó sẽ không bóc lắm. Nó sẽ đầm đầm cái xe của mình. Nếu như mà các bạn là dân đi tour mà muốn tour bạo lực á, muốn kéo nhanh á, thì cái nhớt này không phù hợp nha. Và các bạn thì xài những cái loại khác mà nó bóc hơn. Cái nhớt này khi mà đổ vô á thì nó sẽ đầm máy xe, nó sẽ mát máy xe và chạy thời gian dài nó cũng không có nóng. Đổi lại thì nó không có được bóc khi các bạn lên ga, các bạn nhồi ga, các bạn lên ga nhanh á thì nó cũng có cảm giác đì máy một chút. Đó là cảm nhận của mình khi mà mình đổ vô cái con AB của mình nha. Và nhớt này mình đổ cũng nhiều lần rồi các bạn. Và mình cũng thử để mà đi tour 100 cây, 200 cây cũng có rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đổ ra cho các bạn xem cái nhớt như thế nào nha. Giờ mình sẽ đổ ra nha các bạn, cho các bạn xem nó nhớt như thế nào. Cái bình này là cái bình mình mới thay nè. Thì đối với các bạn tay ga thì các bạn thay 0.8, các bạn chừa lại 0.2, tức là 200ml. Cho nên mình còn chừa xíu này, mình sẽ đổ ra các bạn xem. Các bạn thấy nhớt nó đặc không? Nó là có màu xanh lá. Thì mình hay nói chơi là nó là rô má đó các bạn. Mình sẽ đổ vô cho các bạn xem lại nha. Tóm tắt lại thì cái loại nhớt này các bạn sử dụng cho các dòng xe AB, Vario hoặc là Lít, SH cũng được. Thì các bạn chạy lâu nó cũng không quá nóng đâu. Mình thấy một số bạn review thì chạy lâu nó sẽ bị nóng xe, nó sẽ tỏa nhiệt rất là nhiều. Nhưng mà mình sử dụng cái con AB của mình á thì nó cũng không quá nóng lắm, nó cũng vừa phải tương đối các bạn. Và nếu như các bạn đi tour mà các bạn sử dụng cái này thì nó sẽ không được bóc nha. Nhưng mà ngược lại các bạn kéo đường dài thì máy của bạn cũng không có bị nóng đâu. Về đi tour thì các bạn nên sử dụng cái dòng 5W40 hơn. Thì 5W40 thì video sau mình sẽ review cái loại đó và so sánh hai cái loại này cho các bạn xem nha. Sản phẩm này thì bên mình cũng đang kinh doanh. Nếu các bạn muốn xem, các bạn muốn mua thì các bạn có thể vào cái đường link Shopee ở dưới phần mô tả nha. Hoặc là các bạn vào các bạn xem sản phẩm, không mua cũng được các bạn, không sao hết. Thì video của mình tới là hết. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy cho mình một like và subscribe ủng hộ kênh của mình nha.
Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.